Thú thực anh em chứ cứ càng nóng càng hè thì loa lại càng rẻ. Đấy, cái bộ combo ngày hôm nay tiếp tục lại xuống giá nhé. Anh em thấy tiếp tục lại xuống. Đó. Bộ này ngày trước thì 3,4 triệu, ngày hôm nay để xuống còn có 3,3 triệu thôi anh em nhé. Anh em nhìn nữa, chất là cực chất luôn, dùng từ đấy. Bát neo là bát neo côn 75.5 như anh em gọi 76, hàng HD nhé. Anh em nhìn cái bát nặng trịch 4 kg, dòng nón lõm gân vải dầu xương nhôm và ghép với tép BMC 450 D15-8 côn 44.4 dòng côn nhựa. Tiếp tục quá ghép với phân tần F2A, một trong những con phân tần còn là bố của nổi tiếng này. Mình sẽ tiếp tục để mời anh em nghe một chút nhạc con này, vừa hay và vừa rẻ, quá hay luôn. Thế quái là nó chưa nói à? Quái là chưa cho dây vào à? Suối chuyến xe anh về nhà quen giữa miền Trung, như bóng tre quê nghèo, bóng dừa hiên lá gió lòng bồi. Rất là hay anh em nhé, dùng tôi rất là hay và giá thành vô cùng êm. Với bộ này nếu anh em muốn lên thùng thì bên mình vẫn lên thùng bình thường nhé, thùng sẽ thêm 1,4 triệu nữa. Cái vỏ đấy, cái vỏ trực tiếp đã có 1,2 triệu thôi, nhưng mà do tiền ship của nó thì nó sẽ thêm 200 tiền ship nữa là 1,4 triệu, 1,4 triệu với 3,3 triệu là 4,7 triệu. Anh em nào quan tâm hay trực tiếp với mình thì mình tư vấn và mua bán qua số máy 0904612323. Vừa rồi anh em thấy cái sốt nó vẫn động đậy, không phải là loa đâu nhé, mà gió quạt đấy nhá. Không, anh em bảo ông này ảo thế nhỉ. Gió quạt nó thổi nhá. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em liên hệ nhanh cái bộ mình này nhá, còn có 3,3 triệu bộ ruột thôi. Còn neo bắt neo rời chỉ có 2,1 triệu nhá. Phần tần 550 bao ship tặng cả dây, đôi tép là 900.000 đồng bao ship tặng tụ trả ốc vít bích đối. Đó, anh em quan tâm liên hệ với mình, chào anh em.